Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hoa tỷ tiến đến hỏi. Hoa tần nương nương. Chuẩn bị xong chưa ạ? Phải xuất phát rồi. Ninh tiêu tiêu gượng cười đáp. Hoa tỷ tỷ. E rằng ta không thể đi cùng tỷ và trưởng công chúa được rồi. Ta vẫn chưa hết kỳ kinh nguyệt. Hoa tỷ gật đầu đáp. Vậy người mau nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nói lại với trưởng công chúa, Ninh Tiêu Tiêu nhìn theo hoa tỷ rời đi thầm nghĩ, hôm nay Đông Quốc Duy sẽ đến, hoàng thượng tìm cái cớ để mình ra ngoài cùng công chúa, xem ra không muốn liên lụy đến mình, nhưng mình phải hoàn thành nhiệm vụ, làm sao có thể rời đi được. Ninh Tiêu Tiêu xem túi đựng bảo bối thầm nghĩ, hôm nay dùng chức năng đoạt xá vậy. Trong cung yến, Lục Lâm Uyên ngồi ghế chủ thượng lên tiếng, "Đông Ái Khanh người. bỗng Đông Quốc Duy xem ngang, hoàng thượng, người rời cung không đưa theo quý phi, quý phi Nhung nhớ hoàng thượng mắt cũng khóc sưng luôn rồi." Quý phi nghe xong đứng dậy diễn theo cha, gọi một tiếng hoàng thượng đông quốc duy tiếp tục nói vì vậy hôm nay thần đưa nữ nhi đến kính xin hoàng thượng thương cảm cho tấm lòng thương nữ nhi của thần cho quý phi ở lại sơn trang ôn tuyền để có thể hầu hạ bên cạnh hoàng thượng quý phi bắt đầu diễn kịch nước mắt rơi dòng ròng chạy đến chỗ lục lâm uyên kêu hoàng thượng hoàng thượng thần thiếp nhớ người quá bỗng nhiên đông quốc duy giật mình rồi tát đông quý phi một cú tát trời giáng vào mặt nàng ta bị tát mạnh đến mức ngã phịch xuống đất trước mặt hoàng thượng lục lâm uyên thấy thế thì kinh ngạc đông quốc duy đang diễn trò gì vậy đông quý phi ngồi dưới đất ôm gương mặt sưng lên hỏi tại sao cha muốn đánh con đông quốc duy tức giận mắng tại sao ta đánh ngươi ngươi không rõ hay sao ninh tiêu tiêu đang ở trong thân xác đông quốc duy thầm nghĩ nam nhân của ninh tiêu tiêu ta ngươi cũng dám đụng lục lâm uyên nghe thấy suy nghĩ của ninh tiêu tiêu vang lên thì kinh ngạc giọng của tiêu 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 lại chạy lên người đông quốc duy rồi ninh tiêu tiêu trong thân xác đông quốc duy thầm nghiến rằng ngươi dám đánh tiểu cố phải không hôm nay lão nương phải dạy ngươi một bài học nói rồi mọi người thấy đông quốc duy kéo đông quý phi lại vừa đánh mông vừa mắng lão tử trăm công nghìn việc ngươi thì cả ngày chỉ biết tìm chuyện cho lão tử hôm nay lão tử không đánh chết đứa nghịch nữ ngươi lão tử sẽ đập đầu chết trước mặt hoàng thượng đông quý phi bị ăn đau liền hét lên gà mà lục lâm uyên cũng đứng dậy hô dừng tay đông ái khanh đừng đánh nữa quý phi nghe thế thì cảm động gọi hoàng thượng nàng ta nghĩ quả nhiên hoàng thượng vẫn để tâm đến mình ai ngờ lục lâm uyên lại kéo tay đông quốc duy nói ngươi cẩn thận đau tay khiến đông quý phi nghiệt mặt ra đông quốc duy thả quý phi xuống đất rồi quỳ gối hồ hoàng thượng vi thần dạy ra đứa nữ nhi không biết xấu hổ như vậy vi thần có tội vi thần không phải con người kính xin hoàng thượng hãy thiến vi thần đi ninh tiêu tiêu trong thân xác đông quốc duy chắp tay nói với lục lâm uyên nói với giọng thành khẩn hoàng thượng thực không giấu giếm vi thần muốn làm nữ nhân từ rất lâu rồi đông quý phi nghe vậy thì hét lên cha người làm sao vậy còn lục lâm uyên thì nhịn cười tiêu tiêu thật biết chơi anh đứng dậy đáp thỉnh cầu này của ngươi chẳng không thể nào đáp ứng ngươi được ngươi đổi cái khác đi bởi anh lo lắng cho cô tuy rất muốn làm như vậy nhưng thiến rất đau làm sao có thể để tiêu tiêu chịu cái khổ này được đông quốc duy lại có thỉnh cầu khác nữ nhi của vi thần là một nữ tiện nhân chỉ biết làm chuyện xấu tâm tư của nó bất chính đức không xứng với vị kính xin hoàng thượng thu hồi quyền hiệp lý lục cung của nó phế chốt vị trí quý phi của nó để cho nó nhớ lâu chút đông quý phi nghe đến đây hốt hoảng hét lên cha lục lâm uyên mỉm cười chấm cũng không thể từ chối đông ái khanh một lần nữa chư thần làm chứng là người cầu chấm phế vị quý phi chấm cho tâm nguyện của ngươi được thành hiện thực kể từ hôm nay phế chốt quý phi đông thị chỉ là vị trí quý phi này bị trống, dù sao cũng phải tìm ra người lấp vào, Chấm cảm thấy Hoa Tần ưu tú xinh đẹp, nên Chấm quyết định cho Hoa Tần làm hoàng quý phi, ý Đông Ái Khanh thế nào? Ninh Tiêu Tiêu trong thân xác của Đông Quốc duy nghe vậy thì ngẩn ra, sao đột nhiên lại nâng vị phận của mình lên nữa, còn là hoàng quý phi. Lục Lâm Uyên thấy nàng không đáp thì lên tiếng, ngươi không nói chuyện chính là đồng ý rồi, tam phúc truyền khẩu dụ của Chấm. Giáng vị Đông quý phi thành Tần, nâng Hoa Tần làm hoàng quý phi, ban quyền hiệp lý Lục cung chờ sau khi thánh chỉ viết xong ra roi thúc ngựa và đưa về cung xử lý cho xong việc tam phúc cùng kính đáp tuần chỉ đông quý phi nghe xong thì sốc đến mức ngất đi hôm sau ninh tiêu tiêu nằm trên giường mở mắt ra cô ngồi dậy nâng tay lên nhìn mình quay lại cơ thể của mình rồi lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa một thái giám đi vào nói cung hỉ hoàng quý phi chúc mừng hoàng quý phi nương nương vạn phúc kim an ninh tiêu tiêu giả vờ hỏi hoàng quý phi hoàng quý phi gì vậy đông quý phi không ở đây sao thái giám lên tiếng hôm qua hoàng thượng đã nâng vị phần của người phong người làm hoàng quý phi giáng đông quý phi thành tần ninh tiêu tiêu giả vờ giật mình gì cơ thế mà lại xảy ra chuyện như vậy sao tiểu ấn tử đáp hoàng thượng bảo nô tài sáng sớm đến đây nói tin tức tốt này cho người biết người mau theo nô tài đi tạ ân đi ninh tiêu tiêu đáp biết rồi ta chuẩn bị một chút lát nữa sẽ qua đó tiểu ân tử cung kính nói vậy nô tài ở bên ngoài hầu hạ nàng vừa đóng cửa vào thì tiếng của tiểu thất vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tắt lệch hàm quý phi xin ký chủ tiếp tục cố gắng ngoài ra ký chủ không cần quá lo lắng về hậu quả sau khi đoạt xá đông quốc duy hệ thống sẽ tự động giúp cô làm trọn vẹn cốt chuyện mà đông quốc duy bên này thì đang mắng thật vô dụng thế mà lại làm mất chức vị quý phi quý phi khóc lóc nhưng hôm qua cha đột nhiên lạ lạ mà đông quốc duy lại mắng tiếp ta à, ta là đang dùng khổ nhục kế ngươi còn không chịu nắm chắc cơ hội để bắt được trái tim hoàng thượng ninh tiêu tiêu xem xong thì khen không tệ nha còn chủ động giúp mình làm trọn vẹn cốt chuyện Tiểu thất nói giá trị phá hoại cốt truyện đã tích lũy gần được một nửa, tiểu thất cũng muốn sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ mà. Lúc giá trị phá hoại đạt đến 100%, ký chủ cũng có thể về nhà rồi, nàng thầm nghĩ, sau khi trở về có phải mình sẽ không được gặp A Uyên nữa không? Trong nguyên tắc, kết cục của Lục Lâm Uyên là chết bất đắc dĩ, cô tự cầm lấy vị trí thái hậu để nắm giữ triều cương. Cuối cùng buông rèm nhiếp chính, nàng lẩm bẩm, nếu mình thay đổi kết cục cái chết của Lục Lâm Uyên, có phải sẽ được ở lại mãi mãi nơi này không? Nàng siết chặt tay nghĩ, cô tự cẩm đã không còn hắc hóa nữa cửa ải khó khăn hiện tại chắn trước mặt lục lâm uyên dường như chỉ còn lại một mình đông quốc gì có xuất hiện biến số gì khác hay không đây không sao cho dù là biến cố gì mình đều sẽ giúp hắn thay đổi kết cục tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng